Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với Hồi ức Thế chiến, kênh chuyên kể về những câu chuyện thăng trầm của lịch sử. Anh em xem là thích, click là nghiện. Anh em thân mến, trong chiến tranh thì ngoài binh hùng thì chắc chắn là phải cần tướng mạnh. Không có tướng tài thì quân có nhiều đến mấy, vũ khí có xịn băng rơi thì cũng chỉ là bia tập bắn mà thôi. Mà nhắc đến tướng tài thì phải kể đến tướng Hoàng Đan. Ông là một tướng chiến trận, nơi nào có cuộc chiến ác liệt nhất là có mặt tướng Hoàng Đan. Đặc biệt là trong chiến tranh biên giới phía Bắc, tướng Hoàng Đan đã trở thành tư lệnh của mặt trận Vị Xuyên ác liệt. Chính ở nơi này, ông đã có một câu nói bất hủ với những người chỉ huy trận chiến: các anh đánh thế này thì mẹ Việt Nam anh hùng đẻ không kịp đâu. Vậy câu nói đó của tướng Hoàng Đan có ý nghĩa gì? Và ông đã chỉ huy chiến đấu trong chiến tranh biên giới khiến quân Trung Quốc thất bại, nhục nhã ra sao? Tất cả anh em hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Anh em thân mến, nhắc đến đồng chí Hoàng Đan, tướng Hoàng Đan, toàn quân ai cũng biết rõ và ngưỡng mộ ông. Một con người hầu như cả cuộc đời, cả sự nghiệp của ông đều gắn bó trong lĩnh vực quân sự. Ông trực tiếp chỉ huy chiến đấu trên các chiến trường từ những năm kháng chiến chống Pháp đến kháng chiến chống Mỹ với nhiều cương vị khác nhau. Chỉ huy đại đội, tiểu đoàn, trung đoàn, sư đoàn, quân đoàn, tham gia nhiều chiến dịch lớn, am hiểu và tinh thông, sáng tạo vận dụng các hình thức, nghệ thuật tác chiến từ phân đội nhỏ đến các chiến dịch binh chủng hợp thành quy mô lớn trong tấn công, phòng ngự, trong đánh địch, có công sự kiên cố cũng như địch đang vận động. Phần lớn các trận đánh đều đạt hiệu quả cao và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt là trong chiến tranh biên giới, tướng Hoàng Đan đã được cử làm tư lệnh mặt trận. Khi đó ông đã đưa ra quyết tâm: chúng ta phải đánh để cho Trung Quốc hiểu rằng hễ chúng mà bước chân vào đất mình thì sẽ phải trả giá đắt. Điều đó sẽ khiến địch không bao giờ dám mở một cuộc chiến xâm lược khác. Khi đó ở Lạng Sơn, quân Trung Quốc dùng chiến thuật biển người khi tràn sang biên giới Việt Nam, 50.000 quân của chúng ta, trong đó chủ yếu là bộ đội địa phương, quân du kích và các đơn vị làm kinh tế vừa chuyển sang chiến đấu, đã phải chiến đấu chống lại 180.000 quân địch, nên chỉ sau vài ngày, ba sư đoàn của ta ở Lạng Sơn đều tơi tả. Vì địch quá đông, nên khi tướng Hoàng Đan đến Lạng Sơn thì thị xã Lạng Sơn vẫn đang cầm cự. Nhưng việc mất thị xã Lạng Sơn có thể chỉ còn là ngày 1, ngày 2. Lạng Sơn cách Hà Nội chỉ 150 km. Ai cũng hiểu, nếu Trung Quốc vượt qua được đèo Sài Hồ, chiếm tỉnh Lạng Sơn, thì có nghĩa rằng sẽ khó còn gì ngăn cản chúng tiến về Hà Nội. Và lẽ dĩ nhiên, thủ đô Hà Nội sẽ rơi vào tình trạng chiến tranh. Ông được cử làm tư lệnh mặt trận đúng lúc ngặt nghèo đó, với nhiệm vụ bằng mọi giá giữ Lạng Sơn, ngăn chặn nguy cơ chiến tranh lan về Hà Nội. Một buổi sáng ngay khi vừa đặt chân đến Lạng Sơn, ông ngồi trong chiếc xe bọc thép chỉ huy K-63 đi thẳng lên khu vực Tiền Duyên để khảo sát các phương án phản công. Chiếc xe bị trúng đạn chống tăng nổ tung. Chỉ một vài tiếng sau, tin xấu nhanh chóng được báo về, lan khắp Bộ Quốc phòng, lan sang cả khu tập thể 38 Trần Phú. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng tướng Hoàng Đan đã chết. Thế nhưng về sau mọi người mới biết, tất cả mọi người trên xe đều hy sinh, chỉ có một mình tướng Hoàng Đan là may mắn thoát chết. Ông thoát được ra ngoài, đi bộ về sở chỉ huy, tiếp tục chỉ huy chiến đấu. Đến 8 giờ tối mới nhớ ra là cần gọi điện về nhà. Con trai ông vẫn nhớ ông cười rộn ràng trong điện thoại, nói với mẹ điều ông vẫn hay nói: bọn Tàu sao giết nổi tôi. Sau chuyến khảo sát chiến trường hút chết đó, ông báo cáo về Bộ Tổng tham mưu. Để bảo vệ Lạng Sơn, Bộ Tổng tham mưu đã lệnh cho quân đoàn 2, binh đoàn Hương Giang đang làm nhiệm vụ truy quét quân Khmer Đỏ tại Kampot, Kampong Som tại Campuchia, lập tức rút quân về nước, chi viện cho mặt trận Lạng Sơn. Với sự giúp đỡ của phi đội máy bay vận tải An-12 của Liên Xô, việc không vận toàn bộ quân đoàn 2 từ Campuchia về nước đã diễn ra thần tốc. Đến ngày 4 tháng 3, quân đoàn 2 đã có mặt ở Bắc Giang, tập kết sau lưng quân đoàn 5, chuẩn bị sẵn sàng cho việc phản công. Pháo phản lực BM-21 cũng được điều lên Lạng Sơn. Xe tăng, các đơn vị chủ lực, pháo nhiều nòng và các đơn vị hỏa lực đều đã sẵn sàng chiến đấu. Đêm 4 tháng 3, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 5 thông qua và bắt đầu triển khai phương án mở chiến dịch phản công. Sáng ngày 5 tháng 3, Chủ tịch Tôn Đức Thắng ký sắc lệnh 29 LCT, lệnh tổng động viên trong cả nước. Nhưng cùng ngày hôm đó, Trung Quốc bất ngờ tuyên bố rút quân. Nửa đêm hôm đó, sau khi tin tức từ chiến trường báo về, Bộ Tổng tham mưu đến tận số 6 Hoàng Diệu, tư gia của gia đình Tổng Bí thư Lê Duẩn, để xin ý kiến chỉ đạo về việc phản công. Tại đây, ông Lê Duẩn đã nói một câu hết sức bình thản nhưng vô cùng bất ngờ: nếu Trung Quốc đã rút quân thì không lý do gì phải mất mát thêm binh lính nữa. Câu chuyện ấy cũng giống như Lê Lợi và Nguyễn Trãi khi xưa đã tha cho 10 vạn quân mình. Vì thế, ngày 7 tháng 3, Việt Nam lên tiếng cho phép Trung Quốc rút quân trong hòa bình. Tướng Hoàng Đan luôn nói, cuộc chiến tranh năm 1979 không phải là một cuộc chiến quá ác liệt. Quân Trung Quốc đông nhưng không mạnh, nên tổn thất mà địch gây cho ta không nhiều. Ở chiến trường, kể cả lúc địch chiếm thị xã Lạng Sơn, ông chưa bao giờ lo sợ về việc địch sẽ chọc thủng được phòng tuyến này để tiến về Hà Nội.
Sau này, nhiều nhà nghiên cứu lịch sử quốc tế cũng thừa nhận việc Trung Quốc rút quân vào ngày 5 tháng 3 chính là việc e ngại việc quân đoàn 2 trở về yểm trợ cho Lạng Sơn và việc Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng đã kêu gọi tổng động viên toàn quốc sẽ khiến họ không thể dễ dàng rút lui khỏi cuộc chiến trong danh dự. Nhưng chiến tranh biên giới Việt-Trung không phải chỉ gói gọn trong đợt tấn công tháng 2 năm 1979. Đó là một cuộc giao tranh dài suốt nhiều năm trời sau này, cả chiến trường lẫn trên mặt trận chính trị, ngoại giao. Tuy Trung Quốc tuyên bố rút quân, nhưng tất cả đều hiểu chiến tranh sẽ không kết thúc ở đó. Tướng Hoàng Đan vẫn ở lại chỉ huy mặt trận Lạng Sơn. Thực tế thì đúng như những gì chúng ta dự đoán, suốt nhiều năm sau này, Trung Quốc liên tục gây chiến khắp các tỉnh biên giới Việt-Trung. Ngay sau khi Trung Quốc rút quân và bắt đầu những hoạt động gây hấn trường kỳ, Tổng Bí thư Lê Duẩn có ra một chỉ thị khiến một số người thắc mắc về ý nghĩa chiến lược. Các đơn vị quân đội phải ra sát đường biên tổ chức trận địa, phải đánh địch ở trên trận đầu, tuyến đầu, biến tất cả các huyện vùng biên thành pháo đài. Ông phân tích, cách bố trí quân như thế gây băn khoăn cho một số người vì họ cho rằng chúng ta sẽ không có chiều sâu chiến dịch, không có thời gian để tổ chức phòng ngự khi địch tấn công. Cho nên kể cả trong giới tướng lĩnh quân đội, việc có người thắc mắc với chỉ thị này của Tổng Bí thư Lê Duẩn là điều có thể hiểu được. Nhưng tướng Hoàng Đan thì khác. Ông bảo, nếu dùng tư duy của một nhà quân sự, ông đương nhiên sẽ chọn cách lùi lại để tạo ra chiều sâu phòng ngự cho cả trận chiến. Nhưng ông vẫn ủng hộ Tổng Bí thư Lê Duẩn trong quyết định này vì ông hiểu mong muốn của ông Lê Duẩn, cố gắng bằng mọi cách để chiến tranh sẽ chỉ xảy ra ở các huyện biên giới, chứ không vào sâu trong lãnh thổ Việt Nam. Sau một giai đoạn chiến tranh dài hơn 30 năm, tất cả mọi nơi trên đất nước này đều cần một khoảng thời gian hòa bình quý giá để xây dựng và phát triển đất nước. Nên những nhiệm vụ khó khăn nhất, gian khổ nhất, những người lính như ông sẽ đảm nhận, bởi thân làm người lính là phải chấp nhận hy sinh để đất nước được bình yên. Nhưng điều đó không có nghĩa là ông không thương lính của mình. Hồi chiến tranh biên giới Việt-Trung nổ ra, Đài Phát Thanh thường phát đi phát lại một câu: vậy là một lần nữa, lịch sử lại chọn đất nước ta để thử thách. Có một hôm, tướng Hoàng Đan nghe đài rồi đấm mạnh tay xuống bàn. Lịch sử là gì mà làm lính tôi khổ thế? Thực tế, tướng Hoàng Đan là tướng trận mạc. Ông ở khắp các chiến trường trong suốt hơn 40 năm quân ngũ. Hết chiến dịch này đến chiến dịch khác, từ Điện Biên Phủ đến Hồ Chí Minh, từ Quảng Trị đến Tây Nam, rồi biên giới phía Bắc. Rất nhiều người lính của ông cũng như vậy. Họ hầu như không có lấy một ngày được nghỉ ngơi trong hòa bình, kể cả sau khi đất nước thống nhất mùa xuân năm 1975. Như những người lính quân đoàn 2, vừa tuần trước còn ở Campuchia truy đuổi quân Khmer Đỏ, tuần sau đã có mặt ở biên giới phía Bắc để sẵn sàng chống quân Trung Quốc. Đất nước của ta phải chịu cảnh chiến tranh quá lâu, nhưng với những người lính, chiến tranh còn lâu hơn thế và mòn mỏi hơn thế rất nhiều. Hoàng Nam Tiến, con trai của tướng Hoàng Đan kể lại, bà tôi nóng nảy và cứng rắn, ông yêu tôi nhưng cả đời mình, tôi chưa từng được ôm ông. Ngày ông nội tôi mất, bà tôi không khóc. Vậy mà có một lần khi đứng ở Nghĩa Trang Trường Sơn, trước mộ của một người lính của ông đã hy sinh ở Quảng Trị, tôi thấy ba mình đã khóc, lần đầu tiên và duy nhất trong đời. Bà tôi hay nói đời làm tướng trận của ông buồn nhất là khi các sĩ quan dưới quyền lên báo cáo. Thưa thủ trưởng, trận này mình tổn thất nhỏ. Ông luôn dặn dò, không có một tổn thất nào là nhỏ khi nói về những người lính đã ngã xuống. Mỗi một người lính hy sinh, họ là con, là chồng, là cha trong một gia đình. Đó là những mất mát không thể bù đắp. Năm 1984, Trung Quốc quay trở lại gây chiến ở chiến trường Vị Xuyên, với mục đích là gây sức ép cho ta ở mặt trận Campuchia. Lúc này, tướng Hoàng Đan đã được rút về làm cục phó Cục Khoa học Quân sự. Chỉ huy mặt trận Vị Xuyên lúc ấy là một tướng khác. Ngày 12 tháng 7 năm 1984, các đơn vị chủ lực của Sư đoàn 312, 316 và 356 được lệnh dàn quân đánh với quy mô lớn, tổn thất thì vô cùng kinh khủng. Chỉ trong một đêm chúng ta mất 600 lính, bị thương vong 1.200 người, Sư đoàn 356 mất sức chiến đấu. Nên ngày 12 tháng 7 đến bây giờ vẫn được coi là ngày dỗ trận của lính Vị Xuyên. Ngay sau đó, tướng Hoàng Đan lập tức được Đại tướng Lê Trọng Tấn ra lệnh quay lại biên giới phía Bắc làm tư lệnh mặt trận Vị Xuyên. Lên đến Vị Xuyên chứng kiến cảnh thương vong khủng khiếp của những người lính, ông chỉ nói với những người chỉ huy trận đánh trước một câu duy nhất: các anh đánh thế này thì mẹ Việt Nam anh hùng đẻ không kịp đâu. Vì cùng một điểm cao như vậy ở Vị Xuyên, không thể nào chúng ta lại đi đọ pháo rồi dàn hàng ngang ra xung phong để đánh nhau với quân Trung Quốc được. Việc đầu tiên ông làm khi lên Vị Xuyên là thay đổi toàn bộ cách đánh trước đó. Không cho quân ra hàng ngang đấu tay đôi với Trung Quốc nữa, ông yêu cầu bộ đội quay trở về chiến thuật thời Điện Biên Phủ. Ông lệnh cho bộ đội đào hầm để tránh pháo kích của địch, đào hào sát đến tận công sự địch, sử dụng tất cả các hàng hốc để bố trí lực lượng, rồi tổ chức những nhóm nhỏ cấp trung đội, tiểu đội để tấn công bất ngờ. Thực tế là những tổn thất về con người từ đó đến năm 1985 cộng lại cũng không nặng nề bằng vài tuần đầu của chiến dịch. Tại mặt trận Vị Xuyên đã có hơn một chục sư đoàn bộ binh,
sư đoàn bộ binh luân phiên tham gia chiến đấu. Các đơn vị bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương, dân quân tự vệ đã quyết tâm chiến đấu, giành giật với địch từng chiến hào, từng cao điểm để giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Đối với Vị Xuyên, có thể nói, từ sau ngày 18 tháng 3 năm 1979, gần chục năm dòng, trước khi nào Vị Xuyên ngớt tiếng pháo súng đạn, súng cối từ bên kia biên giới do sang. Từ một địa bàn được xác định là thứ yếu, Vị Xuyên nhanh chóng trở thành điểm nóng, một mặt trận trọng điểm trong chính sách gặm nhấm biên giới Việt Nam của Trung Quốc vào thời điểm đó. Ác liệt nhất, có đợt chỉ trong 3 ngày, Trung Quốc đã bắn hơn 100.000 quả đạn pháo vào khu vực Vị Xuyên về đến thị xã Hà Giang. Cả 5 năm, Trung Quốc đã bắn vào mặt trận Vị Xuyên hơn 1,8 triệu viên đại bác. Sau khi kết thúc cuộc chiến tranh này, ta đào lại, có ngọn núi bị đánh bạt đi hơn 3 mét. Ác liệt đến mức mà anh em gọi đó là lò vôi thế kỷ. Trong đó thì nhiều trận đánh giành giữ đất của quân và dân ta diễn ra vô cùng quyết liệt trên các cao điểm 1509, 1100, 772, 685, Đồi Đài, Cô Ích, v.v. Ta đã tiêu diệt và làm bị thương hàng vạn quân Trung Quốc, buộc họ phải rút quân về bên kia biên giới. Thắng lợi rất oanh liệt, nhưng tổn thất của chúng ta cũng rất to lớn. Hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ, đồng bào của ta đã anh dũng hy sinh, mà phần lớn trong số họ mới trên dưới 20 tuổi. Hàng ngàn người bị thương, hàng trăm thôn bản bị xóa sạch, hàng ngàn hecta ruộng vườn, đồi núi bị cây sới, đầy bom mìn, vật nổ, v.v. Và đến nay vẫn còn hàng ngàn liệt sĩ nằm rải rác trên khắp chiến trường Vị Xuyên mà chúng ta chưa tìm được hài cốt. Nhiều mộ liệt sĩ chưa có tên trong nghĩa trang. Anh em thân mến, có thể nói trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở phía Bắc, quân và dân ở Vị Xuyên là những người đi trước về sau. Ngay từ những ngày đầu tiên của cuộc chiến đấu, với lực lượng vũ trang địa phương là chủ yếu, quân dân ở đây đã kiên cường bám trụ chiến đấu, bẻ gãy và đẩy lùi hàng chục cuộc tấn công của quân Trung Quốc, giữ vững được trận địa phòng ngự. Và đóng góp vào công lao đó phải kể đến vị tướng dày dặn kinh nghiệm chiến trường, tướng Hoàng Đan. Ông đã dành cả cuộc đời để chiến đấu cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi đến phút cuối cùng của video.